Hello, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Khánh Hân TV. Và chúc anh chị và các bạn có một ngày sức khỏe, tràn đầy niềm vui. Và hôm nay thì Khánh Hân TV quay trở lại với anh chị và các bạn một cái video, đó là trồng dâu tây đơn giản với những cái chậu nhựa. Có rất nhiều anh chị và các bạn vào thì cũng quan tâm đến cái video về trồng dâu tây đơn giản ở những cái chậu, về cái xô nhựa, cái chai dầu ăn 5 lít. Cũng có những người thì comment là chê, nhưng mà đa số thì anh chị các bạn đều ủng hộ. Và hôm nay Khánh Hân TV quay trở lại lại quay cho anh chị các bạn xem và chi tiết hơn một chút, có nghĩa là nhiều anh chị các bạn là nói về cái cách mà giá thể trồng như thế nào, rồi cái thùng như thế nào. Thì Khánh Hân TV luôn luôn gửi đến anh chị những cái thông điệp, đó là cái cách làm nó đơn giản và chúng ta tiết kiệm. Đó là những cái chai này, nếu như anh chị các bạn có thể tìm ở ngoài được rất là nhiều anh chị nhá, tìm ở ngoài nhiều, có thể nhiều đôi khi chúng ta nhặt được thì mua những cái chậu dâu thì nó cũng tốn tiền mà, thì thay bằng cái việc người ta bỏ đi thì mình có thể nhặt về mình trồng, mà nó bằng nhựa thì rất là bền anh chị nhá, nó rất là bền, cái nhựa polymer trắng nó rất là bền. Và hôm nay thì như anh chị các bạn thấy, đó là một cây dâu New Zealand, Khánh Hân TV trồng với cái giá thể bằng bã cà phê ủ và bên trong có một chút cái bã đậu phộng, cho nên là cái dinh dưỡng nó khá là tốt. Và khi mà trồng thì anh chị các bạn có thể thấy được những cái quả dâu nó rất là to, và đây là cây dâu New Zealand, nó rất là sung. Vậy thì hôm nay Khánh Hân TV sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn là nó đơn giản cỡ nào ha. Thì như anh chị các bạn biết rồi, cái chậu thì anh chị các bạn có thể là làm trồng thì nó sẽ khi mà tưới là nó sẽ có một chút nước ở dưới đây, nó giữ lại cái hơi ẩm ạ, thì chúng ta không, có nghĩa là khi mà tưới là nó không bị mất hết nước. Thì nếu như anh chị đục cái lỗ thì chúng ta đục cao lên như này chút nhé anh chị, đây này tầm nó có khoảng độ hơn một phân, thế là nó giữ một cái mực nước, tức là tầm khoảng 2 cm từ đáy lên, khoảng 2 cm là vừa nhé. Đấy, thì nếu mà mùa khô thì nó sẽ chảy ra, và mùa mưa nước đầy nó chảy ra, còn mùa khô thì nó sẽ giữ lại và nó làm cho cái độ ấm bên trong nó không bị mất và cái dâu nó không bị đuối. Vậy thì nó đơn giản là ví dụ giá thể anh chị các bạn này, và giá thể này thì anh chị các bạn có thể thấy là không có cỏ, bởi vì cái này thì không có phân bò ủ mà nó chỉ có bã cà phê thôi trộn với sơ dừa. Và trong quá trình mà làm thì Khánh Hân TV có tưới một chút NPK nữa anh chị nhé. NPK và cái phân bỏ một chút cái phân humic ấy. Thì như anh chị các bạn thấy một cái cây dâu New Zealand nó cực kỳ là sung, cái gốc nó rất là to và cái lá thì nhìn nó mập và là tròn và quả rất là, quả nó rất là to ha. Và đặc biệt là New Zealand thì anh chị biết rồi, nhìn cái cuống này, cái quả nó rất là sung thì nó sẽ là, nghĩa là nó hầu như là nó đậu hết, bởi vì cái lượng dinh dưỡng của chúng ở dưới đây nó rất là đã đầy đủ rồi. Vậy thì để cho cây dâu tốt thì cái chất dinh dưỡng quan trọng, và anh chị còn phải làm cái cách mà để làm để cho cái chậu dâu nó có thể là tốt nữa, là có nghĩa là chúng ta phải tạo, có nghĩa là cái sơ dừa và cái đất, một lượng đất chi bát nhỏ nó làm cho cái đất của chúng ta luôn luôn xốp. Và anh chị nên biết rằng là khi mà đất nó xốp, cái giá thể nó xốp thì cái rễ dâu tây nó có thể là nó thay đổi, cũng như là cái rễ mà nó già thì nó đen và nó phát triển những cái rễ mới ra, thì cái khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng nó khá là tốt, nó làm cho cái cây dâu chúng ta phát triển nó đều và hầu như anh chị có thể thấy được là nó không có cái dấu hiệu là của cái cỗi, và nó chỉ có đẻ nhánh nha, nó đẻ nhánh và hoa nó đang được mầm hoa ra rất là nó chuyển hóa thành hoa thành rất là ok. Và những cái quả này thì nhìn nó như vậy thôi nhưng mà nó vẫn lớn anh chị nhá. Đây này, cái quả dâu New Zealand nó to, nó dài, nó tròn tròn, và anh chị các bạn có thể thấy là cái cuống dâu rất là đẹp, nó rất là to. Chỉ nó to như vậy thì cái lượng dinh dưỡng nó nuôi cho cái quả nó cũng rất là tốt, thì quả nó đẹp thôi. Thì nếu như anh chị các bạn có thể nhân giống được hàng chục cái chậu này thì chúng ta có quả đều đều ha. Đấy, thì cái đơn giản là ở cái chỗ thế nào, một là chúng ta có thể tận dụng được cái chai dầu ăn 5 lít,
hai là anh chị các bạn có thể ủ được những cái giá thể nó từ những cái bã cà phê hoặc là những cái bã phân nhà bếp, và chúng ta trộn với sữa dừa. Anh chị nhớ là cái sữa dừa chúng ta ngâm nước đi nhá, cho nó mất cái chát 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 chát, thì sau đó chúng ta trộn với cái này để tạo cái độ súp, và cái giá thể càng súp, anh nhìn vì nhắc lại là nó càng súp, nó càng dễ thoát nước, thì cái độ súp nó lỏng thì cái rễ dâu tây nó phát triển rất là, bởi vì dâu tây nó phát triển rễ cực kỳ nhanh và rất là mạnh, thì nó sẽ kiểu như là nó luôn luôn thay đổi được cái rễ mới, và nó hút được dinh dưỡng thì rất là tốt. Và đặc biệt thì một cái cây mà New Zealand thì cá nhân TV trồng những cái chậu này rất là hợp. Cho nên muốn chia sẻ lại anh chị các bạn rằng là trồng dâu tây ở đơn giản, nó đơn giản và rất là hiệu quả là như vậy. Bởi vì cá nhân TV làm được thì cá nhân TV sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn. Bởi vì có nhiều cái chậu dâu mà trồng nó ở cái giá thể đất hoặc là những cái mà nó không hiệu quả thì cá nhân TV không có chia sẻ, nhưng cái gì mà nó hiệu quả thì sẽ chia sẻ cho anh chị các bạn. Chúng ta tận dụng được cái không gian, tận dụng những các cái mà có sẵn, chúng ta cũng có thể trồng một chậu dâu, và đặc biệt là chọn giống dâu cũng rất là quan trọng. Thì đây những cái New Zealand nó rất khỏe và nó phù hợp với anh chị nhé. Cái mà cái thành này anh chị nên là để một cái vòng sắt ở trên này này, cái vòng có cái nhôm á, cái nhôm chúng ta bẻ khuỳnh khuôn cái này chúng ta buộc vào cái miệng thì nó không bị gãy cái cuống. Chứ nếu như bởi vì cái này nó sắc cái quả nó hơi nặng xíu á, nó díu xuống nó làm cho cái quả dâu nó bị gãy, anh chị các bạn thấy này. Đấy, nếu như mà chúng ta không hái kịp thời á, đấy nên là nếu mà nó bóp lại một xíu thì nó kiểu là nó có cái độ đàn hồi. Ở đây thì nó cạnh nó sắc quá, nó làm cho cái quả dâu nó bị gãy. Thì cái quả này thì chút là khách nhân đi sẽ hái thôi, không chị ha. Chứ để lâu là nó bị gãy thì nó cũng bị ảnh hưởng. Đây này, cuống của nó rất là to, đấy, chị bạn thấy chưa? Đấy, một quả dâu New Zealand chúng ta tự trồng thì nó rất là nặng vì nó rất là đặc cái gì nhá. Đấy. Thì những cái quả này cũng rất là tiềm năng, nhìn vậy thôi nhưng các bạn có thể thấy là cái cuống nó rất là to thì nó vẫn cái độ lớn nó vẫn nuôi cho cái quả rất là tốt và rất là lớn. Thì trái nó chỉ một vài trái nhưng anh chị các bạn biết rồi, dâu thì nó là giá trị ở cái chỗ là nó nhiều dinh dưỡng, thì chúng ta tăng ví dụ thêm chậu lên thôi, nhiều chậu lên thì chúng ta tỉa ra thì nó vẫn có nhiều quả mà. Đó thì ngoài cái New Zealand thì khách nhân TV cũng có trồng một cái cây Nhật Hana thì anh chị cũng có thấy được ha. Nói chung là cần cái này thì hơi thiếu dinh dưỡng một chút, cái này thì có thể bổ sung thêm một cái loại dinh dưỡng nó tăng cường, bổ sung ví dụ như cái phân humic ạ, thì mình chỉ bỏ, anh chị nhớ là gạt mặt ra nhá, chúng ta gạt cái mặt ra rồi chúng ta bỏ phân, sau đó thì phủ lại chứ không đừng để trên mặt bởi vì nó bị ánh sáng nó ảnh hưởng, thì chúng ta phủ đất lại thì nó sẽ tăng cường cái độ hấp thụ hơn, tưới rồi là xuống dưới thì nó thấm xuống dưới rễ đó. Thì video này thì khách hàng TV chia sẻ anh chị các bạn là trình bày thôi, có nghĩa là trồng dâu đơn giản với hiệu quả với những cái chậu nhựa bỏ đi ha, những cái can nhựa đựng dầu bỏ đi. Và thứ hai là cũng nói thêm với anh chị là cái dinh dưỡng, tức là cái giá thể chúng ta cũng phải làm như thế nào, và đặc biệt là đục lỗ anh chị nhá, đục lỗ nó phải phù hợp một tí để cho nó giữ được lượng nước, bởi vì mùa khô á, nếu chúng ta chỉ quyền tưới cái là cái dâu nó héo mà chúng ta đục lỗ phù hợp thì nó luôn có độ ấm, thì cái dâu nó phát triển thường xuyên và cái kết quả thì anh chị các bạn biết rồi ha. Đó, có quả này. Thì video Khách Nhân TV xin kết thúc ở đây. Và chúc các bạn một ngày sức khỏe trở nên là vui. Và anh chị các bạn có câu hỏi hay là có cái ý kiến gì thì cứ comment ở bên dưới nhá. Khách Nhân TV sẽ tiếp tục chia sẻ những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn những video tiếp theo. Bye bye.